nàng với Trọng Sinh có ý hẹn nhau trên kinh, có đúng không? Sao mà ông nói cái gì nghe kỳ khôi vậy? Nàng đừng có ra vẻ ngây ngô không biết gì nữa. Không phải ngẫu nhiên mà nàng năn nỉ ta để được lên kinh thành. Đến đó rồi thì sao? Nàng lại than mệt, không theo ta đi đâu hết. Bây giờ ta ngẫm lại, cảm thấy ta thật là khờ dại quá. Em tận tụy với ông như thế nào? Chẳng lẽ ông còn nghi ngờ em hay sao chứ? Chính vì 8 năm nay nàng đã tận tụy, nhưng đột nhiên nàng thay đổi thái độ khi nàng lên kinh, nên ta mới nghi ngờ đó. Gặp lại người xưa khiến nàng sao lãng nghĩa vụ là một người vợ, bản thân ta làm sao mà không nhận biết được chứ. Đến nước này nàng đừng có giấu ta nữa. Có phải lúc ta bận thương thảo với các thương nhân thì nàng đã hẹn đi gặp hắn, có đúng không? Các người gặp nhau mấy lần rồi, chắc là thỏa nỗi mong chờ lắm phải không? Trời ơi, ông tưởng tượng cái gì vậy ông? Em không làm gì có lỗi với ông hết. Tại sao ông không chịu tin em? Nếu ông đa nghi như vậy thì ngày đó ông còn cưới em về làm gì nữa chứ? Ta cũng đang tự hỏi mình cái câu đó đây nè. Sao ông có thể... Nàng im đi. Ông xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.